Hello cả nhà yêu, hôm nay mình lại đi ăn bún đậu nhé. Bún đậu Hà Nội. Hello cả nhà yêu, hôm nay mình qua đệ nhất quán mình ăn thử nhé. Ở đây là có combo này, tập phẩm này. Hello cả nhà yêu, hôm nay mình ăn bún đậu nhé. Đây là một phần 60.000 thôi, 60.000 có đó... đây là một phần cho một người, một người là 60.000, đây là con bò 60.000 cho một người, mình khá là ho, đây là sẵn này. Có đậu này, có chè, mỗi hôm trước thịt cò thì nó khá là đầy đặn ngon. Đây là mình có gọi thêm một phần bún chả nhé. Bún chả thịt miếng thôi. Đấy. Nhưng mà các bạn cũng ăn chưa nhé. Đấy, đăng ký kênh cho mình nhé. Đây là kênh ẩm thực và âm nhạc rất là hay. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nhé. Đăng ký để anh em giao lưu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Chúc các bạn ăn trưa ngon miệng. Thank you nhé. Bye bye, hẹn gặp lại trong những video clip sắp tới của mình. Thank you. Khá là rẻ các bạn.